Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Ngày đèn năm xưa của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang và sau đây sẽ là những sự kiện mà chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn vào ngày 28 tháng 2. Thưa quý vị, trận Như Nguyệt từ ngày 18 tháng 1 đến ngày 28 tháng 2 là trận đánh lớn diễn ra ở một khúc sông Như Nguyệt vào năm 1077. Đây là trận đánh có tính quyết định của cuộc chiến tranh Tống Việt 1075-1077 và là trận đánh cuối cùng của Triều Tống Trung Quốc trên đất Đại Việt. Trận chiến diễn ra trong nhiều tháng, kết thúc bằng chiến thắng của quân Đại Việt và thiệt hại nhân mạng lớn của quân Tống, đánh bại hoàn toàn ý chí xâm lược Đại Việt của nhà Tống, buộc họ phải thừa nhận Đại Việt là một quốc gia. Trận chiến trên sông Như Nguyệt do danh tướng Lý Thường Kiệt chỉ huy trước binh lực hùng mạnh của kẻ thù. Lý Thường Kiệt chọn chiến lược phòng thủ, chọn khu vực phía nam sông Cầu để quyết thủ. Lý Thường Kiệt ra lệnh xây dựng phòng tuyến trên sông Như Nguyệt để biến nơi đây thành trận địa quyết định của cả cuộc chiến. Sau thời gian dài không thể tiến về Thăng Long, kinh đô Đại Việt, quân Tống lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nam, thất bại liên tiếp, nhiều quân sĩ chết vì dịch bệnh cùng việc bị quân Lý Thường Kiệt tấn công, quân Tống buộc phải rút về nước. Chiến thắng của Lý Thường Kiệt được xem là chiến thắng lớn nhất kể từ sau trận Bạch Đằng năm 1938 của dân tộc Việt. Thưa quý vị, được coi như là một trong những nhạc sĩ lớn nhất của nền tân nhạc Việt Nam với nhiều tác phẩm rất phổ biến, hiện nay chưa có thống kê nào về số lượng tác phẩm mà ông để lại. Ước đoán con số không dưới 600 ca khúc, trong đó phần lớn là tình ca. Tuy nhiên, ca khúc của ông được biết đến rộng rãi, gồm khoảng 236 ca khúc, cả lời và nhạc. Nhạc của ông được nhiều ca sĩ thể hiện, nhưng thành công hơn cả có lẽ là Khánh Ly. Ngoài ra, ông còn được xem là một nhà thơ, một họa sĩ không chuyên. Vâng, chúng tôi muốn nhắc đến nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Và hôm nay, nhân kỷ niệm 76 năm ngày sinh của ông, chúng ta hãy cùng nhìn lại đôi nét về người nhạc sĩ tài hoa này. Trịnh Công Sơn sinh ngày 28 tháng 2 năm 1939, quê ở làng Minh Hương, Tổng Vĩnh Chi, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông lớn lên tại Huế, lúc nhỏ ông theo học các trường Tây ở Huế, Sài Gòn và tốt nghiệp tú tài tại đây. Năm 1957, khi 18 tuổi, ông bị một tai nạn suýt chết và phải nằm liệt giường gần 2 năm tại Huế. Thời gian nằm bệnh, ông đọc nhiều sách về triết học, văn học và tìm hiểu dân ca. Ông từng thổ lộ, khi rời khỏi giường bệnh, trong tôi đã có một niềm đam mê khác là âm nhạc. Tên tuổi của ông được nhiều người biết đến hơn từ khi ông cùng ca sĩ Khánh Ly hát tại Quán Văn ở Sài Gòn. Trịnh Công Sơn sáng tác được khoảng hơn 600 ca khúc, những tác phẩm có ca từ độc đáo, mang hơi hướng triết. Hai mảng đề tài lớn nhất trong âm nhạc của Trịnh Công Sơn là tình yêu và thân phận con người. Những bài hát này có giai điệu nhẹ nhàng, dễ hát, thường được viết với tiết tấu chậm, thích hợp với điệu slow, blues hay Boston. Phần lớn được đánh giá cao nhờ đậm chất thơ, bề ngoài trông mộc mạc nhưng rất thâm trầm sâu sắc, đôi khi mang những yếu tố tượng trưng siêu thực. Nhạc tình của Trịnh Công Sơn rất phổ biến tại Việt Nam. Nhạc sĩ Thanh Tùng từng gọi Trịnh Công Sơn là người Việt viết tình ca hay nhất thế kỷ. Thưa quý vị, ngày 28 tháng 2 năm 1977, Tổng cục Hàng không Dân dụng Việt Nam ra quyết định thành lập sân bay quốc tế Nội Bài ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải trong nước và quốc tế, phục vụ nhu cầu tái thiết đất nước sau chiến tranh. 38 năm đã trôi qua, cụm cảng đã thực sự trưởng thành và trở thành cánh chim đầu đàn của ngành hàng không dân dụng Việt Nam. Sau khi thành lập ngày 28 tháng 2 năm 1977 đến đầu năm 1978, sân bay chính thức mở cửa hoạt động. Sân bay quốc tế Nội Bài là cảng hàng không quốc tế phục vụ chính cho thủ đô Hà Nội và những vùng lân cận, thay thế vị trí cho sân bay Gia Lâm cũ. Sân bay Nội Bài là trung tâm hoạt động chính cho Vietnam Airlines, Vietjet Air, Pacific Airlines, Airlines Mekong và trước kia có Indochina Airlines. Sân bay có hai tháp chỉ huy, trong đó có một tháp cao 90 mét. Đây là tháp chỉ huy không lưu cao nhất Đông Dương. Sân bay quốc tế Nội Bài có tổng diện tích hơn 10.000 m2. Hiện nay sân bay có các nhà ga khách quốc tế đi đến, khách trong nước và một nhà khách VIP. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ngày này năm xưa hôm nay xin phép được khép lại tại đây. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này ngày mai.